gửi xe ở ngay khu vực cao ốc building Katashima và ngã đi theo đường Tôn Thất Hiệp đi ra khu phố đi bộ. Hôm nay là sáng ngày mùng 3. Mình cũng muốn coi là hình ảnh của buổi sáng ở ngoài khu phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ như thế nào. Vì buổi tối thì Nga đã đi rồi, thì bây giờ Nga muốn đi buổi sáng. Và hiện tại là 2 giờ trưa ngày mùng 3. Trưa ngày mùng 3 tương đối là vắng vẻ. Chắc khoảng chừng 4 giờ chiều khi ánh nắng mặt trời sập xuống bớt, đỡ nắng thì người dân sẽ đi nhiều hơn. Hôm nay khí hậu ở tại Sài Gòn cũng rất là ok. Trời không nóng như ngày hôm qua. Hôm qua là 34 đến 36 độ, hôm nay thì Nga nghĩ cỡ tầm khoảng 31 độ. Nhưng mà trời lại có mây. Đặt năng lượng cái đã. Cái bụng quá. Hoàn cảnh phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ sáng mùng 3, trưa mùng 3 chứ, cũng đông nhiều người đến tham quan. Những thúng hoa và những hình ảnh của những chiếc bánh chưng và những đòn bánh tét được gắn ở hai bên dọc theo đường hoa. Thank you.
là cái khu vực mà tiểu cảnh thứ ba nói lên sự vui tươi năng động của những cái chú heo này. Chú đánh trống, chú thổi kèn. Mặc những quần áo đầy hoa văn. Nhiều khách chúng ta đến đây giờ buổi trưa. Phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ thì mình sẽ còn thấy cái khu vực đường sách ở dọc theo hai bên đường Nguyễn Huệ. Và đây là nơi thu hút các em nhỏ để mà đến đây để mà đọc sách và mua những quyển sách hay cho mình vào dịp Tết. Ủa cái này là gì vậy em? À, vẽ tattoo, vẽ lên người hả? Ở đây có một số bạn trẻ đang lựa những cái mẫu hình tattoo để vẽ lên trên người. Đường Hoa Nguyễn Huệ họ cũng có bán sách, trưng bày sách và mình có thể lựa những cái quyển sách hay cho mình trong ngày Tết. Đây, mọi người hãy nhìn, đây là những cái quả cầu mô phỏng cho việc sự phát triển của đất nước theo công nghệ 4.0 sắp tới đây. Đây là phần tiểu cảnh nói lên sự phát triển của đất nước theo công nghệ 4.0. Nhìn tổng quan từ xa khu vực thủy cung. Thank you.
Ở khu vực này tập hợp tất cả các loài hoa ở khu vực xứ lạnh. Rất nhiều loài hoa tulip với đủ màu sắc khác nhau. Hoa cẩm tú cầu. Và những loài hoa mà các anh chị khi đi Đà Lạt sẽ thấy. Khi buổi tối thì đánh đèn lên, nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng xanh, trông rất bắt mắt. Nhưng buổi sáng sẽ có ánh đẹp theo cái kiểu buổi sáng. Các chị đến khu, bây giờ ngay dẫn các anh chị đến khu vực thủy cung. Hôm bữa trước á, thì mình buổi tối mình xem á, ở đây rất là đẹp bởi những cái công nghệ ánh sáng của đèn LED thắp sáng làm cho hoa chuyển động màu sắc. Còn buổi sáng thì mình sẽ thấy là hoa đúng màu sắc của tự nhiên. Và để mà chụp những tấm hình á, thì buổi sáng sẽ đẹp hơn rất nhiều so với buổi tối. Còn buổi tối thì mình sẽ chiêm ngưỡng theo ánh mắt của mình. Và nếu như mình có những cái máy hình công nghệ cao thì mình sẽ ghi lại những tấm hình rất là đẹp vào buổi tối. Những cái trái bí này là bí thiệt đây. Và những cây cà được trồng theo công nghệ mới, công nghệ trồng rau sạch. Bí thiệt, dâu thiệt hết. Người dân người ta đi tham quan, người ta cứ nghĩ là đây là toàn đầu giả, nhưng mà thật sự là đây là những món đồ thiệt hết. Vàng cà này là vàng cà trồng theo kỹ thuật cao, theo kỹ thuật công nghệ trồng rau củ sạch. Thật khi công nghệ cao rất là sướng. Có nhiều khi mình đi một mình, mình chỉ cần cầm gậy thêm cây gậy để mình selfie, có thể ghi là những tấm hình thật đẹp cho mình. Và buổi sáng hôm nay thì Nga thấy có sự khác biệt là ở khu vực này có bán thêm những cái món đồ đàn tre lá, những cái rổ thúng. Và đặc biệt là những cái rá này hiện giờ đang dùng để mà đựng món bún đậu mắm tôm. Khi mỗi khi đi ăn là mình sẽ thấy cái này. Hiện tại đang là 2 giờ trưa của mùng 3. Hồi nãy khi Nga đến đây là 1 giờ thì lượng khách vắng, nhưng mà bây giờ thì lượng khách đã đông. Mọi người tranh thủ khi ánh nắng mặt trời vẫn còn để mà ghi lại những tấm hình cho thiệt là đẹp. Hôm bữa trước thì ngay có show cho các anh chị cái quang cảnh của buổi tối. Thì mỗi buổi sẽ có một vẻ đẹp riêng, buổi sáng thì có vẻ đẹp riêng. Và nhìn thấy rõ ràng hết khung cảnh chung quanh của đường hoa Nguyễn Huệ. Đây là khu nói lên sự phát triển của công nghệ thông tin trong thời đại mới. Và bên đây là những cái chú heo với những họa tiết hoa văn sặc sỡ. Trả bà cái quà kìa.
đây là phần cầu hoa không tay vịnh, có những cái thảm hoa với đủ màu sắc, và một có một cái lối băng từ bên đây qua bên kia. Và khi du khách đến đây thì cũng có thể mua được những món quà lưu niệm của người dân tộc. Và có một cô đang chuẩn bị đan những cái tấm thổ cẩm. Khi mà dệt những cái tấm này thật là công phu ấy, vì phải canh chỉ theo từng những khung màu khác nhau để tạo ra những cái hoa văn. Các anh chị thấy ở bên kia đường đó là khu mà mình nếu muốn đi du lịch bằng đường sông, khám phá hệ thống sông ngòi tại Sài Gòn, thì các anh chị cứ việc băng qua bên đường, nó có một cái bến đò, bến tàu để mà dẫn mình đi. Nhưng mà thông thường thì nếu mà đi tham quan thì nên đi buổi sáng, còn buổi trưa thì các chuyến gần như là nó đã giãn dần. Đây, hôm nay là quang cảnh sáng mùng 3 Tết. Mặc dù hôm nay là trưa mùng 3 Tết, phố đi bộ đã được tổ chức khoảng 5 ngày. Lượng khách đi tham quan phố đi bộ ở đường Hoa Nguyễn Huệ này tuy có giảm nhưng vẫn còn đông, không thua kém gì những ngày khai mạc của đường Hoa Nguyễn Huệ. Nhiều gia đình ở tỉnh, ở vùng ven như ở dưới Long An, họ cũng đến đây để mà tham quan. Dương họ cũng xuống đây, và nhiều vùng quen khác. Phố đi bộ tuy nhiên đường Hoa Nguyễn Huệ tuy nhiên vẫn là điểm thu hút của nhiều người. Dọc đường Nguyễn Huệ hai bên thì cũng có những cái hàng quán để người ta giải khát buổi trưa. Trời nắng nóng nên mọi người người ta mua kem để mà ăn, để mà giải khát. Độ nóng của ngày hôm nay thì đỡ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Hôm qua thì xem dự báo thời tiết đó, là nó tầm 34-35 độ. Còn hôm nay trời có mây nên nhiệt độ nó giảm xuống một chút, nhưng vẫn so ra là hơi oi hơn so với những ngày trước Tết. Những người khách tham quan sau khi người ta đi tham quan xong, ta tấp ra dọc hai bên đường để mà ăn uống nghỉ ngơi rồi tiếp tục những hành trình để lưu lại những bức hình thật là đẹp.
Pepsi, Coca, hãng kem của Kindle. Họ đã đăng ký bán ở dọc hai bên đường rất nhiều vào dịp này.